Các bác hôm nay muốn lên gì nào? Hôm nay mà Tuấn đồng nát lên tiếp cho bác gì? Các bác cứ gọi Tuấn đồng nát được. Đồng nát sắt vụ cái gì em cũng bán. Lấy laptop cho bác đi. Điện thoại nhiều rồi, lâu lâu lên có laptop. À, kênh của em Tuấn bán hàng khai giá các bác nhá, báo rõ luôn, nói rõ giá. Các bác cứ tham khảo thoải mái, thấy ở đâu ngon bổ thì mua. Và mua thì cũng căn cứ vào bây giờ là bán hàng online thì là tràn lan rồi. Và chắc chắn là tương lai sẽ là bán hàng online là chủ yếu. Đấy. À, nên là các bác sẽ là những người mua hàng thông thái. Thông thái là gì? Là thông thái là đến những cái trang là mua hàng thì các bác trước khi mua hàng thì bác cũng phải kiểm tra rằng à, cái ông Tuấn này ông bán hàng lâu chưa? Hay ông A kia ông bán hàng lâu chưa? Và tại sao cái con máy này của ông Tuấn ông bán 4 triệu 8 con này? Đúng không? Mà tại sao ông kia ông bán có 2 triệu, 3 triệu? Vào thì thấy video trên YouTube của ông Tuấn mấy chục nghìn video, mười mấy nghìn video là thấp nhất. Ông kia thì được 5-7 video, có khi lại video cóp. Các bác phải chú ý nhé. Không lại có một số bác lại bảo ô ông Tuấn ơi tôi đặt cọc bị mất. Bác đấy là do các bác thôi, cái lòng tham của bác nó nổi lên thì các bác bị mất tiền. Bởi vì là người ta những ví dụ các bác biết thừa là con máy này ôi dồi, có mua rẻ thấp nhất thì bây giờ nó phải 5-7 triệu. Mà người ta bán 2 triệu thì phải đặt dấu hỏi thật to vào, đặt dấu hỏi thật to vào tại sao người ta bán như thế. Được chưa? Hay là như con vừa tu em bán đấy mấy chục triệu. Ôi Tuấn ơi ở chỗ kia người ta bán có 7-8 triệu. Bác đến lấy 7-8 triệu hộ em đi, sao lại hộ em? Đúng không? Cái thứ hai nữa là cái mặt ông Tuấn ông bán hàng lâu chưa? Mười mấy năm rồi. Mình phải rõ bác ạ. Chứ đừng có ham rẻ, nhiều bác mất tiền oan đấy. Rồi, hôm nay em vào đây cho bác thế và tiếp con máy này. Thì nói câu chuyện bên lề qua thôi mà. Còn máy thì 4 triệu 8, chip Core i5 đầu 7 luôn là 7200, RAM 8GB, màn hình 15,6 inch, bộ nhớ là còn SSD luôn. Máy thì không dám nói mới được nhưng nó phải 90% trở lên. Được chưa? Đặc biệt lại còn đấu giá từ Nhật về. Nên là con nào nó có bàn phím tiếng Nhật, có nhìn thấy chưa? Bàn phím tiếng Nhật luôn. Đây, máy bác nhìn luôn. Chưa lau dọn nhá. Được chưa? Nào. Được chưa? Những mặt hàng đã được đấu giá từ Nhật về thì không phải quảng cáo là có bền hay có tốt hay không. Bởi vì họ đã sản xuất, họ bán tại nước Nhật rồi. Bàn phím cả có cả ký tự tiếng Nhật mà. Đấy, nên đang tôi chỉ đặt những câu hỏi cho các bác ạ. Con này bàn là 15,6 inch nhé các chú, các anh, các bác, các chị em đi làm văn phòng cực kỳ thích. Bởi vì nó có cái bàn phím số nữa này này. Cái bàn phím số bên cạnh này này, cái này nó mới là quan trọng nữa này, nó cực kỳ quan trọng luôn. Chứ còn bàn phím trên này, số trên này rất là bức xúc khi làm việc văn phòng. Còn Core i5 thì bác có thể vẽ AutoCAD các thứ thì vẽ thoải mái rồi. Đấy. Để nói đến câu chuyện là tại sao lại có những một số bác là tôi bị đặt cọc bị mất. Đấy là do các bác thôi. Cũng như kiểu nhiều bác bảo ô tại sao lại đi vi phạm giao thông lại cứ phải nộp tiền, mất tiền cho công an giao thông. Đúng không? Các bác đi sai luật, các bác làm sai đường lối. Hoặc là ví dụ như là các bác cứ nộp phạt bình thường đi. Nhưng mà tại sao thì các bác lại đưa hối lộ chẳng hạn? Thật ra là cái đưa hối lộ nó nhiều câu chuyện thôi. Cái chuyện của nhà nước mình nhưng mà cũng là bất cập. Nếu như mà bây giờ có một cái chính sách ví dụ không may mình vi phạm giao thông, mình được nộp tiền phạt trực tiếp, có nghĩa là có biên bản mình cầm. Cái biên bản đấy mình được cầm về, ví dụ em ở Phú Thọ, em đi Hải Phòng, không may em vi phạm giao thông, em bị phạt, những cái phiếu đấy em có thể về Phú Thọ em nộp phạt cũng được, hoặc em có thể chuyển khoản cũng được, hoặc là em đi bất cứ đâu em có thể chuyển khoản được, đúng không? Em nộp phạt được thì nó sẽ mất, nó sẽ không còn xảy ra cái tình trạng là đút lót hối lộ nữa. Tại sao? Bởi vì nếu như bây giờ mà em không, ví dụ như mình thế thôi, ở đây mình không đút lót thì bạn ấy lại bạn ấy phạt mình, xong bạn bắt mình đến một cái kho bạc gần nhất ở Hải Phòng nộp, mà mình tận Phú Thọ đúng không? Phải nộp xong lại được cái giấy đấy, xong quay lại mới lấy giấy tờ. Cái đấy mới là cái khe hở. Nên cái đấy thì thôi, cái đấy là cái việc đấy thì cũng do các cơ quan ban ngành mình sẽ điều chỉnh thôi. Thì chính cái đấy là khe hở. Và cái người dân, cái người vi phạm thì bảo ôi thế này thì tôi mất cả ngày tôi đi nộp, xong mất đến chiều tôi chưa đi được việc mà tôi chưa về được nhà, hoặc là tôi về trên Phú Thọ xong tôi lại phải quay xuống Hải Phòng tôi nộp để tôi mới lấy giấy tờ. Thế có phải là chối mà nó rất là chối. Và cái đó là các nước đang phát triển nhé. Em không nói là nước nọ nước kia so sánh, nhưng mà các nước đang phát triển họ đã rõ làm, họ đã thực hiện cái đấy rất là lâu rồi. Đang bán laptop để xoay ra giao thông khổ, họ đã làm rất là văn minh từ lâu rồi. Mình vi phạm ở đâu chỉ cần phạt, có cái giấy phiếu nộp đấy, về em vi phạm Hải Phòng về Phú Thọ em nộp được chưa?
hoặc là em có thể bán chuyển khoản tài khoản em vào em nộp được, hoặc là em đính, thế thì nó sẽ văn minh. Cũng như em thôi, em bán hàng cũng văn minh, em khai giá luôn, em không bao giờ các bác cần liên hệ nhé, alo em báo giá nhé, em báo giá luôn cho bác luôn này, 4,8 triệu, không bao giờ em úp mở, được chưa? Trừ những cái mặt hàng ví dụ như những con điện thoại vào tu nó toàn mấy trăm triệu, nó đắt tiền quá, thì em bảo thôi để đấy, để các bác đã cần mua cái con máy mấy chục triệu hoặc cả trăm triệu của em thì không thiếu gì một cuộc gọi có một vài trăm đồng cả, nên các bác sẽ gọi. Nên là cái đấy mà đưa lên thì một số anh em trẻ tuổi về sau này họ lại không biết được cái giá trị của nó, thì họ hay ném đá linh tinh, thì em không muốn nghe thôi, thì em bảo bác nào cần alo thế thôi, chứ còn không thích thì em khai giá nốt, hiểu chưa? Đây con này thì báo cáo bác này, thật ra là máy của em thì nó zin, nó đẹp, nó chất rồi, nó chả có gì để quảng cáo nữa. Cấu hình em nói luôn rồi, máy đẹp xuất sắc rồi, không có gì quảng cáo đây. Còn bên sườn này, nó nhìn này, băng tản nhiệt, cổng sạc này, cổng băng lan này, cổng HDMI để chuyển dữ liệu hình ảnh qua máy chiếu, hai cổng USB. Được. Bên này nữa này, bên này tiếp tục là một cổng thẻ nhớ này, một cổng USB và khay đĩa, đây là băng dính bác nhé. Khay đĩa băng dính, khay đĩa vậy thôi. Còn con này là có ở trên lưng của nó, họ thiết kế là vân nó hơi sần sần này, nó nhìn nhé, vân nó hơi sần nhé, hơi sần lên để cầm tay cho nó chắc chắn, mỏng dính luôn. 4,8 triệu. Cấu hình em Tuấn đọc rồi nhé, model Dell Inspiron 15 đấy, chip Intel Core i5 7200U, RAM 8GB, màn hình 15,6 inch, bộ nhớ ổ cứng SSD 256GB, chạy bản Win 11 Pro 64 bit. Bản Win này đã tự động cập nhật và tự động cài đặt update driver tất cả rồi, các bác chỉ cần về dùng thôi. Khi nào nó có những cái driver nào nó thiếu hoặc nó bổ sung những cái phần mềm ứng dụng gì thì nó sẽ tự động cập nhật hết, không phải làm nữa. Em cài mới Win 11 máy đây, bác nhìn đi, mới hay không thì bác nhìn, nó gần như mới luôn, được chưa? Quảng cáo máy chỉ cần giới thiệu cho bác nhìn các góc cạnh như này đẹp này. 4,8 triệu. Con máy này các bác mà ra mua ở ngoài các cửa hàng, bác mua những con bây giờ bác gọi là bác mua mới chẳng hạn, con này thì nó không trên chục triệu, nó phải có 11-13 triệu các bác luôn, đúng không? Nhưng đây nó kém gì đâu, 90%, 4,8 triệu, có dùng thoải mái nhé. Đấy, bắt đầu nhu cầu liên hệ với em Tuấn, nhớ là Dell Inspiron 15, ok chưa? Nhớ giá hộ em. Hẹn các bác clip sau đi. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ vào Zalo là 0911169961. Cứ nhắn tin vào Zalo cho em. Giá này là giá em Tuấn báo bán, chứ không phải là giá em Tuấn đưa lên sau này các bác mặc cả. Nếu em đưa lên mà để các bác gọi cho em Tuấn mặc cả để trả giá nữa thì bác không phải gọi. Em bán hàng em khai giá rồi thì đã khai giá rồi mà các bác mặc cả trả giá nữa thì không nghe nữa. Tốt nhất là không nghe, được chưa? Nên là tóm lại là hàng giá này là giá em bán. Còn các bác muốn rẻ hơn nữa thì bác mua cái máy ở đây đi, không phải mua cái máy em đấu giá từ Nhật về nữa làm gì, đúng không? Chào các bác.